Ngọc Khánh xin kính chào quý khán thính giả. Thưa các bạn, khi các bạn có nhu cầu muốn mua một cái bộ karaoke phục vụ cho gia đình của mình thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ rất là phân vân giữa hai cái lựa chọn là vang số hay Amply. Có một số bạn hỏi ý kiến của những người xung quanh, hỏi ý kiến của những người đã chơi rồi. Thì thôi hỏi xong rồi cũng như không. Người ông đang chơi vang số thì nhất định khen vang số là hay nhất, bởi vì với họ hay nhất thì họ mới chơi. Thế còn những người đang chơi Amly thì cũng cho rằng Amly là hay nhất, bởi vì khẩu vị của họ là Amly cho nên họ mới mua Amly, cho nên với họ Amly là nhất. Cũng có một số bạn thì lên một số các trang diễn đàn hội nhóm về karaoke để hỏi ý kiến. Thế nhưng mà sau một hồi tranh luận cãi nhau toán loạn sang ầu ấy, cuối cùng thì cũng không biết là Amly hay là vang số cái nào hay hơn. Thế thì cái chuyên mục ngày hôm nay thì tôi sẽ một phần nào đó đáp ứng cái nhu cầu đó của các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh vang của Amly. Và qua đó thì các bạn sẽ tìm hiểu dần dần xem là mình phù hợp với cái nào. Ở trước mắt tôi hôm nay là tôi đang set up một bộ karaoke bao gồm có một chiếc Amly 506N và hai đôi loa như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Trước mắt các bạn hôm nay là một cái Amly 506 như tôi đã trình bày. Hôm nay tôi sẽ chỉ giới thiệu cái cách chỉnh cái hàng vang, cái hàng thứ ba này thôi. Như các bạn thấy rằng trên này có 5 cái nút và một cái nút bấm. Cái này nó hơi bẩn chút. Nút bấm này luôn luôn phải nhả ra. Còn nếu như chúng ta bấm vào thì cái vang sẽ bị giảm đi. Nút đầu tiên là nút chỉnh vang nhiều hay vang ít. Cái nút này ấy, thì tùy theo cái phòng của các bạn nó như thế nào. Chẳng hạn như cái phòng này của tôi ấy, thì tôi phải chỉnh vang nhiều lên bởi vì là ba bề bốn bên tôi xếp loa cao ngất, thế cho nên là nó hấp thụ âm thanh, vì vậy mà phải chỉnh vang nó nhiều lên. Thế còn ở phòng nhà các bạn thì có thể là cái phòng khách của gia đình chúng ta nó trống trải, thậm chí là nó có một tấm gương to ở bên ngoài, nó lại có cửa kính đấy, thì lúc đó chúng ta phải chỉnh vang ít đi đấy, vặn bớt lại thì nó sẽ hay hơn. Nút tiếp theo là vang của âm trầm, tức là chỉ mỗi âm trầm vang thôi. Đấy, còn âm cao giữ nguyên. Muốn vang âm trầm nhiều thì vặn lên, âm trầm vang ít thì vặn xuống. Nút thứ ba là vang của âm cao âm gió. Đấy, chúng ta vặn lên thì cái tiếng âm cao của chúng ta nó vang nhiều, vặn xuống thì vang ít. Quan trọng nhất là hai cái nút cuối cùng này. Đây là số lần vang. Nếu như chúng ta vặn lên ý, thì số lần vang nó nhiều, vặn xuống thì số lần vang nó ít. Thường thường thì các bạn nên chỉnh nó vang ở khoảng độ 3 lần thì là hợp lý. Cái nút cuối cùng là cái tốc độ vang. Vậy thì cái 3 lần vang này nó vang trong bao lâu? Thế thì vặn lên thì nó vang nhanh, vặn xuống nó vang chậm lại. Đấy là ý nghĩa của các cái nút mà chúng ta cần phải chỉnh. Thế tôi rất là ngạc nhiên là tại sao các bạn cứ phải để 12 giờ tất xong rồi hát. Xong rồi lúc đấy mới bắt đầu là Amly này hát hay hơn vang số, hay là vang số thì hát hay hơn Amly, để cãi nhau loạn xạ đấy. Người ta sinh ra cái nút để chúng ta chỉnh cơ mà. Thế thì nếu như mà các bạn hát những cái giai điệu mà nó nhanh, chẳng hạn như là cái giai điệu tiết tấu tango cha 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 đấy đấy, thì các bạn thấy rằng là tiết tấu nó rất là nhanh, thì lúc đó các bạn phải để cho cái số lần vang này nó ít thôi và cái tốc độ vang này nó nhanh lên đấy. Nếu không ý, thì là cái từ trước nó chưa hết thì cái từ sau nó đã đè vào rồi, nghe nó dối.
Thế còn trong trường hợp mà chúng ta hát những cái giai điệu chậm rãi như là rumba, đặc biệt là những cái bản bolero mà các bạn vẫn hay hát. Đấy. Nó chậm rãi, nó tha thướt, nó thiết tha, nó day dứt, thì lúc đó chúng ta lại phải chỉnh cái số lần vang nó nhiều nhiều lên một tí và cái tốc độ vang nó chậm đi một tí. Đấy. Thì cái lời lời ca của chúng ta trong cái bản nhạc nó sẽ mượt mà, nó sẽ thiết tha hơn. Riêng với hai cái nút này, nếu như chúng ta hát nhạc đỏ chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng nhạc đỏ chẳng hạn như là tình ca của Trung Kiên này, vẫn của chú Trung Kiên hay hát ấy. Đấy. Thế hoặc là những cái bài hùng ca thì đòi hỏi cái giọng trầm hùng. Thế cho nên chúng ta đưa cái giải trầm vang nhiều lên để giọng của chúng ta nó trầm ấm hoành tráng. Thế còn nếu như chúng ta hát những cái bài nhạc tiền chiến nó tha thướt, đấy nó thiết tha, nó day dứt, thì chúng ta đưa cái âm cao này lên, đấy, thì cái âm gió nó sẽ vang nhiều hơn, đấy thì lúc đó chúng ta sẽ thể hiện cái bài hát của chúng ta tốt hơn. Thế đây cũng chính là cái điểm mà những người hay hát và những người hát hay, những người am hiểu về ca hát một chút thì tại sao họ lại cứ thích dùng âm ly là vì thế. Bởi vì cái âm ly cho phép họ điều khiển được cái bài hát đó, người ta hát theo cái cách nào, hát theo cái cách truyền cảm như thế nào. Thế còn nếu như các bạn cứ để tất tật tật 12 giờ thì đúng là hát nó như nhau hết, rồi cuối cùng chả có thể loại nào hát hay cả. Đấy, trên đây là một số những cái chia sẻ của tôi về chiếc Amply Jaguar 506 với anh em, để chúng ta làm sao có những cái bài hát nó hay hơn, nó ngon lành hơn, mượt mà hơn, truyền cảm hơn, và qua đó một phần nào giải đáp được cái câu hỏi mà các bạn vẫn thường hay thắc mắc là vang số hay hơn hay Amply hay hơn. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện một cái bài hát mà theo cách chính tả. Bay hiu hiu gió lạnh,
tôi rơi, em bên tôi một chiều tan lơi.